Xin chào mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay tôi xin chia sẻ mọi người đó là cái massage toàn thân Fujikeo, mời mọi người cùng đón xem nhé. Ghế massage toàn thân cao cấp Fujikeo FC999 với thiết kế tinh tế, đường nét hài hòa, công nghệ massage đỉnh cao. FC999 không chỉ giúp bạn đánh tan căng thẳng mệt mỏi hàng ngày mà còn làm cho không gian sang trọng đẳng cấp. Bạn chỉ cần ngồi vào ghế tùy chọn chế độ massage yêu thích và tận hưởng những phút giây tuyệt vời. Thông tin chi tiết sản phẩm, thương hiệu Fujikeo Việt Nam, xuất xứ Việt Nam, màu sắc xanh than, bảo hành 12 tháng cả về mạch và động cơ, bảo trì trọn đời, chức năng massage toàn thân, giảm đau, thư giãn, cải thiện giấc ngủ. Thông số kỹ thuật của sản phẩm, điện áp 220V, tần số 50-60Hz, công suất 80W, khối lượng 68 cân, kích thước thùng. Chiều dài tầm 3 cm, chiều rộng 75 cm, chiều cao 142 cm. Da ghế simili cao cấp, hệ thống con lăn trang bị bi lăn 2D cố định vùng đầu, lưng, hông, hệ thống túi khí 18 túi khí, nghe nhạc loa bluetooth, nhiệt hùng ngoài lưng, eo, bắp chân, mu bàn chân. Kỹ thuật massage có 5 kỹ thuật: xoa, ấn, vỗ, đấm. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: chế độ nhiệt hùng ngoài kép vùng lưng và chân, giảm nhanh cơn đau mỏi. Bài tập chăm sóc giấc ngủ độc quyền chỉ có tại Fujikeo. Thủ thuật massage chân thực, chế độ massage rung bông đặc biệt tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Bi lăn lòng bàn chân ấn sâu vào các huyệt đạo quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh. Công dụng của sản phẩm: massage cảm giác thư giãn thoải mái, xua tan mệt mỏi, giảm bớt các triệu chứng căng thẳng tâm lý, giúp cải thiện chức năng phổi, tăng cường lưu thông máu cho cơ thể, đẩy nhanh quá trình phục hồi sau chấn thương, kích thích dịch nhảy ở khớp, giúp tăng khả năng vận động. Đối tượng sử dụng: người bị căng thẳng mệt mỏi tinh thần và thể chất, người mắc các vấn đề về xương khớp như thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, người thường xuyên vận động mạnh, lao động nặng. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ghế massage nếu bạn có bất kỳ vấn đề về sức khỏe nào. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm: cắm điện vào ghế massage, bật công tắc nguồn, chọn chế độ massage phù hợp với nhu cầu của mình bằng bảng điều khiển hoặc điều khiển giọng nói, ngồi đúng tư thế, thả lỏng cơ thể và tận hưởng thư giãn, tắt máy kết thúc massage, bảo dưỡng chăm sóc máy. Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng 100% từ Fujikeo Việt Nam, đổi mới 100% trong trường hợp đổi từ nhà sản xuất. Trường hợp shop gửi thiếu, các bạn liên hệ trực tiếp để được gửi lại, gửi bù hoàn toàn miễn phí. Lưu ý, shop chỉ đổi trả bảo hành với trường hợp lỗi từ nhà sản xuất và sản phẩm còn nguyên vẹn, không vỡ, sứt, mẻ hay chảy xước nhiều. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.